Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Tiêu Viêm để có sự phát triển trong cuộc đời mình, thì hắn có rất nhiều bước ngoặt của đời mình. Trong đó phải kể ra những người từng giúp đỡ hắn trong quá trình cày lên cấp. Người đó không ai khác chính là Dược Lão. Ở video này anh em cùng mình tìm hiểu tất tần tật về cuộc đời Dược Lão. Đầu tiên là quá khứ. Dược Lão tên thật là Dược Trần, từ nhỏ được sinh ra tại Dược tộc, một trong tám tộc thời viễn cổ. Vì cách luyện dược của Dược Trần năm đó không biết đã làm gì sai với chủ tịch trưởng lão Dược Vạn Quy, mà đã bị Dược Vạn Quy đuổi thẳng cổ khỏi Dược tộc. Lúc đó Dược Trần cai vẫy trưởng, nhưng ông chỉ có thể vác xe hai cẳng lang thang tại Trung Châu. Ông đã thề với bản thân sẽ có ngày quay về Dược tộc cho họ sáng mắt ra, mặc dù mắt họ không bị mù lòa, để ghi tên cha mẹ mình trong tộc phả. Trong một lần cơ duyên, ông đã bái một vị sư phụ luyện dược làm thầy, đồng thời đã có một vị sư huynh tên là Mộ Cốt. Sau này ông môn ba khắp nơi ở Trung Châu thì đã thu phục được dị hỏa của Linh Lãnh Hỏa cho mình, và đã vô tình một lần cứu được Phong Nhàn hay Phong Tôn Giả sau này, và hai người đã coi nhau như anh em tình thân. Sau khi Dược Trần tham gia vào đại hội luyện dược to nhất Trung Châu ở Đan Tháp, thì ông bằng vào kinh nghiệm đốt cỏ trích thuốc chế tạo đan dược có kinh nghiệm nên đã giành chức vô địch năm ấy. Cũng vì vậy mà danh tiếng của ông ở Trung Châu rất được nhiều người để ý và mến mộ, và cũng từ đây cái danh hiệu Dược Tôn Giả xuất phát. Trong đó phải kể ra Hồn Thiên Đế của Hồn Điện cũng để ý đến Dược Trần. Sau này Dược Trần thành lập Tinh Vân Các trong vai trò là người lãnh đạo đứng đầu. Tuy nhiên Dược Trần sau khi cứu mang cứu sống một đứa bé và nhận hắn làm đệ tử, thì đứa bé tên Hàn Phong ban đầu rất coi trọng sư phụ của mình, đồng thời coi ông ấy không khác gì người cha thứ hai. Nhưng hắn sau khi biết Dược Trần có một bộ công pháp cực hay tên là Phần Quyết, tuy nhiên Dược Trần lại không truyền dạy công pháp Phần Quyết cho hắn, nên Hàn Phong đã nghe theo chỉ thị của Mộ Cốt và Hồn Điện là ra tay sát hại Lập Di Ảnh Bát Hương Vàng cho Dược Trần, người cưu mang từ bé. Sau khi đoạt được mục đích lấy được công pháp Phần Quyết để tu luyện, nhưng công pháp của Hàn Phong chỉ là cuốn tàn quyển không đầy đủ, còn Phần Quyết hoàn chỉnh thì Dược Lão giấu kỹ khỏi bị ai ăn trộm nên không thể tìm ra trên người ông ấy. Thứ hai là cuộc hành trình với Tiêu Viêm. Sau khi bị đồ đệ Hàn Phong sát hại một cách bỏ thuốc độc, thì linh hồn của ông may mắn có dị hỏa của Linh Lãnh Hỏa bảo vệ ẩn nấp trước bọn cầm xích bắt linh hồn của Hồn Điện, nên Dược Trần đã không bị xích móc cổ lôi về như con chó, mà ông đã chạy thoát và lưu lạc đến Gia Ma Đế Quốc. Ở đây Dược Trần muốn tìm một cơ thể đấu khí cực mạnh để khôi phục lại linh hồn của mình, thì ông đã nhập vào chiếc nhẫn của Tiêu Viêm đang đeo trên tay. Vì vậy trong 3 năm Dược Lão không làm mà vẫn có ăn, là ông đã ăn đấu khí của Tiêu Viêm. Điều này khiến Tiêu Viêm ban đầu cày cấp liver thiên tài của Tiêu gia, nhưng sau đó thì Tiêu Viêm tụt kinh nghiệm không thể hãm lại được. Và từ đây Tiêu Viêm cũng đã bị em gái chưa đến tuổi đẻ con Nạp Lan Yên Nhiên đến từ bỏ hôn ước đám cưới. Vì vậy mới có cái hẹn 3 năm giải quyết mâu thuẫn trên Vân Lâm Tông giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này Dược Lão đã xuất hiện trước Tiêu Viêm như một con ma hề. Và Tiêu Viêm sau khi biết Dược Lão đã ăn đấu khí của mình, nên hắn đã ăn vạ trước Dược Lão một cách bình thường, và được Dược Lão đền bù tổn thất tinh thần cho Tiêu Viêm là nhận hắn làm đệ tử. Tất nhiên ở trong đoạn thời gian ở Ô Thẳng Thành, thì Dược Lão bắt đầu dạy hắn cách làm một người thầy thuốc luyện dược, là bắt đầu nhìn nhận các mặt thuốc và chế tạo thuốc. Ngoài ra thì Tiêu Viêm cũng được Dược Lão vỗ béo cho tắm và ăn một số dược liệu vào trong cơ thể, để hắn có thể phát triển đấu khí vốn có. Sau khi Tiêu Viêm lựa chọn công pháp Phần Quyết của Dược Lão đề xuất, đồng thời Dược Lão cũng giúp hắn giải quyết một số việc của Tiêu gia ổn thỏa. Khoảng hơn một năm sau, Tiêu Viêm đã xách ba lô cùng Dược Lão vào trong Ma Thú Sơn Mạch Xăm Thú Hoang. Thứ ba, Dược Lão trong cuộc hành trình giúp Tiêu Viêm đến với cuộc chiến Vân Lâm Tông. Sau khi Tiêu Viêm bỏ nhà ra đi cùng với Dược Lão vào trong Ma Thú Sơn Mạch, ở đây Tiêu Viêm được Dược Lão truyền dạy một số đấu kỹ như là Diễm Phân Phệ Lãng Xích, hay hắn phải cầm con sắt màu đen nặng vài chục cân trên người để tập luyện sức bền. Trải qua một thời gian nghe lời Dược Lão đi săn bắt ma thú kiếm thịt và ma hạch, thì hắn cũng có phát triển trong cơ thể. Nhưng mà Tiêu Viêm lại là đứa bị chậm phát triển. Vì vậy sau khi Tiêu Viêm có được một ít tử hỏa trong cơ thể, thì Dược Lão thấy Tiêu Viêm thế này vẫn còn chậm phát triển so với đứa bạn sinh cùng lứa, và đề nghị hắn đi tìm dị hỏa để nâng cao sức mạnh. Bản đồ chạy bằng cơm, Dược Lão đã mở bản đồ chỉ phương hướng đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ tìm thanh niên Điện Tâm Hỏa. Thì sau rất nhiều khó khăn, Tiêu Viêm đã rình trộm Minotaur Funade không che đang hấp thu dị hỏa,
và đã ăn trộm ăn cướp được dị hỏa riêng cho mình. Sau đó thì Tiêu Viêm hấp thu dị hỏa, thì cũng may có Dược Lão có kinh nghiệm hấp thu dị hỏa rồi, nên đã giúp Tiêu Viêm ít bị rủi ro chết cháy hơn. Vì vậy Tiêu Viêm đã thành công thôn phệ dị hỏa. Sau đó vì Tiêu Viêm muốn cứu em gái Thanh Lân tại Mạc Gia, nên Tiêu Viêm đã liều thiên nhiều, là dùng cốt linh lãnh hỏa và thanh niên điện tâm hỏa dung hợp thành quả bom Phật nổ hỏa liên, và đã thành công cho nổ chết được Mạc Thừa. Nhưng đổi lại sau pha này thì Dược Lão đã lặn mất tâm một thời gian, và bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê chúc Dược Lão ngủ ngon. Tất nhiên trước khi Dược Lão mất tích thì ông đã lo liệu cho Tiêu Viêm vài việc, là để lại một ít cốt linh lãnh hỏa cho Tiêu Viêm sử dụng khi bị thằng khác ép vào con đường cụt. Thứ hai là nói ra phương pháp phục hồi linh hồn cho ông. Cũng vì vậy mà Tiêu Viêm sau khi đến Đế Đô cùng với anh bảo vệ Hải Ba Đông, nên Tiêu Viêm đã gạt đi ân oán cá nhân của mình sang một bên và đi làm thuê cúc mướn chữa bệnh cho Nạp Văn Kiệt để lấy thất huyễn thanh linh tiên. Tuy nhiên sau khi Tiêu Viêm luyện chế thất huyễn thanh linh tiên thành dược phẩm bón vào chứng nhẫn Dược Lão đang ngủ đông, nhưng Tiêu Viêm vẫn không hề thấy Dược Lão có dấu hiệu tỉnh lại. Tất nhiên là Dược Lão đã tỉnh lại rồi, nhưng ông hiện tại không xuất hiện trước Tiêu Viêm, mà Dược Lão làm như vậy để xem thằng Tiêu Viêm giở trò ăn trộm ăn cắp phá làng đập phá Vân Lâm Tông như thế nào. Thứ tư, Dược Lão thức tỉnh. Sau khi Tiêu Viêm vác con sắt trên lưng và một con súng bài tủ để trong quần đi gặp Nạp Đan Yên Nhiên trên Vân Lâm Tông, kết quả trận solo Tiêu Viêm giành thắng lợi nằm bên cửa trên so với Nạp Đan Yên Nhiên. Nhưng Tiêu Viêm sau khi biết được tin cha mình tự dưng mất tích không xin phép gia tộc, nên Tiêu Viêm trẻ trâu và đang còn trẩu như mấy thanh niên Việt Nam vác dao phóng lợn chạy ngoài đường. Hắn đã chạy lên Vân Lâm Tông đòi người mà không thành công, và Tiêu Viêm đã ra tay đấm hơi mạnh vào đầu trưởng lão Vân Lăng của Vân Lâm Tông, nên Vân Lăng lăn đùng ra đất chết. Thì Vân Sơn Tông chủ đời trước ở ẩn rất nhiều năm đã xuất hiện ra tay thực hiện hành vi đắp mộ cho Tiêu Viêm. Nhưng lúc này Tiêu Viêm đã được Dược Lão xuất hiện, và cùng con rắn chưa bị thịt Mỹ Đỗ Toa, Hải Ba Đông và Lăng Ảnh của vợ Huân Nhi cứ đi bảo kê Tiêu Viêm. Vì vậy Tiêu Viêm đã chạy thoát khỏi Vân Lâm Tông. Tuy nhiên cũng vì linh hồn Dược Lão đã ra ngoài, nên đám cầm xích chó của hồn điện đã truy lùng xích Dược Lão về hồn điện làm khách trong trại cải tạo. Do đó Dược Lão cũng sợ bọn cầm xích của hồn điện bế mình đi mất, nên ông cũng đã ít xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm để bảo toàn tính mạng cho cả hai. Sau khi Tiêu Viêm vượt rất nhiều chốt và trạm kiểm soát của Vân Lâm Tông chạy ra khỏi phạm vi của Gia Mã Đế Quốc, thì Tiêu Viêm đã di chuyển đến Học viện Già Nam. Ở đây Tiêu Viêm sẽ có hai nhiệm vụ của Dược Lão đề ra. Thứ nhất là cải cấp riêng cho mình. Thứ hai là Dược Lão đã tiết lộ thông tin bí mật của Học viện Già Nam có dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vì vậy hai thầy trò Tiêu Viêm đóng vai trò diễn viên chuyên nghiệp nghĩ cách của một thằng ăn trộm ăn cướp băng được Vẫn Lạc Tâm Viêm của Học viện Già Nam. Sau một thời gian Tiêu Viêm tu luyện lên đấu linh, thì Vẫn Lạc Tâm Viêm đã xảy ra bạo loạn phá bỏ phong ấn ở luyện khí tháp. Lúc này Hàn Phong, đệ tử cũ của Dược Trần ở Hắc Giáp Vực, đã gọi rất nhiều anh em giang hồ mạng tổ lái chạy vào Học viện Già Nam cướp dị hỏa. Thì Tiêu Viêm đã đâm hơi sâu trong trận đánh phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm và đánh nhau với Hàn Phong, nên đã rơi vào chỗ sinh hoạt đáy dung nham của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ở đây Dược Lão một lần nữa hy sinh linh hồn rơi vào trạng thái ngủ ngon, đã giúp Tiêu Viêm bảo vệ cơ thể có thể đạt tới vài năm mà không lo bị thui đen người, và cũng để hắn có thời gian hấp thu dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sau khi Tiêu Viêm thành công luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, thì hắn đã chạy ra khỏi luyện khí tháp và tìm ra một số dược liệu giúp Dược Lão thức tỉnh lần hai. Thứ năm, Dược Lão bị bắt cóc và khôi phục lại cơ thể. Sau khi Tiêu Viêm quay lại Gia Mã Đế Quốc tiêu diệt Vân Lâm Tông, thì hắn trong trận combat tổng trên Vân Lâm Tông đã cùng mọi người có một trận đánh cực kỳ hoành tráng. Nhưng khổ nỗi Vân Sơn của Vân Lâm Tông được hồn điện trợ giúp, nên Vân Sơn đã bị Tiêu Viêm đấm chết ngay tại sân nhà thi đấu. Tuy nhiên Dược Lão đã bị vụ hộ pháp cầm xích lôi về hồn điện giam giữ. Ở đây Dược Lão đã được người hồn điện chăm sóc hết sức nhiệt tình và chú đáo, là trói ông bằng một chiếc xích trên người. Cũng vì Dược Lão có trình độ luyện dược mà hồn thiên đế rất cần, nên ông không bị hấp thu linh hồn trong kế hoạch của hồn thiên đế. Vì vậy sau nhiều lần đánh tổng quất và tra tấn lên người Dược Lão, thì Dược Lão đã được tặng thêm 4 năm ngồi tù trong trại giam. Nhưng câu trả lời Dược Lão vẫn không phục vụ cho hồn điện, nên hồn điện chỉ xích ông như thế thôi. Bây giờ Tiêu Viêm sau khi đạt đến Đấu Tông ở Trung Châu, hắn đã quay xe cùng với mọi người trong Tinh Vân Các và một số thành viên bạn mình, đã tìm ra nơi giam giữ của Dược Lão, và họ đã có kế hoạch đi cướp ngục mà không sợ cơ động xóm của hồn điện bắt ngay tại trận. Trong quá trình cướp ngục trước đội quân bảo vệ nhà lao của hồn điện, thì Tiêu Viêm đã bị một tên đấu tôn Trích Tinh Lão Quỷ tẩn cho chết dở sống dở.
nhưng bù lại mọi người đã cứu được Dược Lão thành công. Sau khi Dược Lão sắp xếp chỗ Tiêu Viêm khôi phục lại cơ thể và thương thế ở Tinh Vân Các, thì Tiêu Viêm sau khi sống lại, hắn đã đi tìm kiếm thành công các dược liệu để giúp Dược Lão có một cơ thể bằng xương bằng thịt, gồm một cái xác khô đấu tôn 4 sao, máu của ma thú cấp cao, đan dược sinh cốt dung huyết đan, và một cái cẳng xương đấu thánh do Tiêu Viêm dùng tay công về ở di tích đấu thánh. Vì vậy Dược Lão đã được sắp xếp vào một nơi hồi sinh cơ thể. Bây giờ vì sự việc cứu Dược Lão đến tay tộc trưởng Hồn Điện, nên Hồn Điện đã cử quân đi đánh Tinh Vật Các. Do sức mạnh Hồn Điện vượt trội so với đám người Tiêu Viêm hiện tại, nên Tinh Vật Các sắp bị Hồn Điện endgame. Thì phút cuối Dược Lão đã quay trở lại chiến trường kịp thời và đã kịp comeback. Cũng may là Dược Lão đã trở thành bán thánh, nên đội quân Hồn Điện bị lùa đánh chạy như vịt vỡ tổ. Kể cả hai thằng đấu tôn Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn cũng chỉ có thể cắm đầu rút bụi vào trong không gian chi lực chơi bài chuẩn trước Dược Lão. Vì vậy Tinh Vân Các một lần nữa được hồi sinh quay trở lại là Tinh Vân Các. Lúc này Dược Lão vì muốn làm điều gì đó cho thằng đệ tử không khác gì đứa con của mình, nên ông đã truyền lại toàn bộ con lửa dị hỏa cốt linh lãnh hỏa cho Tiêu Viêm để hắn dùng phần quyết tiến hóa. Mặc dù Dược Lão mất đi cốt linh lãnh hỏa thì khả năng đốt thuốc sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, nhưng Dược Lão chấp nhận điều đó. Trải qua một thời gian, Tiêu Viêm đi vào trong thiên mộ của cổ tộc. Dược Lão ở Tinh Vân Các tiến hành thu nhận đệ tử tạo thành một đội quân hùng mạnh. Nhưng tất nhiên ông thu nhận vào Tinh Vân Các, chứ không nhận tiền để thu họ làm đệ tử riêng cho mình. Tất nhiên ông lại là người hướng dẫn dạy dỗ cách luyện dược cho con gái Tiêu Viêm và Midotoa Thải Lân đẻ ra, là Tiêu Tiêu. Do Tiêu Viêm sau khi từ thiên mộ trở về đã quay trở lại Gia Ma Đế Quốc, đã dẫn hai mẹ con Midotoa và Tiêu Tiêu đến Tinh Vân Các sinh sống, để thuận tiện chăm sóc lấp đầy khoảng trống suốt bao nhiêu năm cho Midotoa. Thứ 6, cuộc chiến với Hồn Điện. Sau khi vì Hồn Điện quá mạnh so với phần còn lại của Trung Châu, thì Tinh Vân Các đã liên kết với các thế lực thành lập Thiên Phủ Liên Minh Huyền Thoại, gồm Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp, và Dược Lão đã được nắm giữ chức vị chủ tịch minh chủ, nên công việc của ông càng có trọng trách cao cả đối với tồn vong của đại lục. Mặc dù Dược Lão mới chỉ là bán thánh, nhưng ông có thằng đồ đệ cực kỳ chất lượng. Sau khi Tiêu Viêm đến tộc Cửu U Địa Minh Mãng có được máu của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, thì hắn đã mang về cho Dược Lão một giọt máu. Vì vậy trình độ Dược Lão đã đột phá lên đấu thánh hàng xịn. Cũng vì danh tiếng Dược Lão và Thiên Phủ Liên Minh mới nổi trên mạng, nên ông đã được mời đến chương trình luyện dược của Dược tộc, kèm theo lời mời cho Dược Lão quay trở về Dược tộc sinh sống. Nhưng Dược Lão chắc là cần, nên ông đã từ chối lời đề nghị. Vì vậy Dược Lão, Tiêu Viêm và một số người trong Thiên Phủ Liên Minh đã đi đến chỗ làm tổ của Tỷ Liên Yêu Hỏa, thì đã gặp được người thân của Dược tộc, và Dược Lão đã được Vạn Dược Quy tặng cho một ánh mắt nhìn đều phát ngôn khinh thường. Lúc này Tiêu Viêm nói chung là cũng có ít số má trên giang hồ, là đạt đến đấu thánh hai tinh, nên Tiêu Viêm đã trao đổi tay chân với Vạn Dược Quy sơ qua. Tất nhiên Tiêu Viêm xét về mặt cấp độ thì thua Vạn Dược Quy 2 sao, nên chỉ so sánh về cảnh giới linh hồn Tiêu Viêm trên cơ hơn. Vì vậy trận đánh nhau đang còn giang dở đã phải tạm dừng, do có một số dân tộc trong 8 tộc viễn cổ. Nên lần sau khi Tiêu Viêm và Dược Lão đã đi đến Dược tộc tham dự cuộc đốt thuốc luyện đan, thì Dược Lão vẫn bị Dược Vạn Quy nhìn đều, nên Viêm Chảo lúc này đã đấm cho Vạn Dược Quy sắp mặt. Nhưng các tu trưởng Dược tộc xuất hiện, nên Tiêu Viêm cũng chỉ tạm thời dừng cuộc ẩu đả lại. Sau khi Tiêu Viêm thể hiện tài luyện dược ở Dược tộc, thì lúc này Hồn Điện đã tập kích, là dẫn quân đẩy thẳng vào nhà chính Dược tộc Trú Ngụ. Nhưng cũng may là Tiêu Viêm, Dược Lão, Dược Linh, Dược Thiên và Thần Nông Lão Nhân còn sống sót. Còn lại số người còn lại cũng còn sống, nhưng mà được các cụ rước đi hết. Sau pha sổng lưới chạy thục mạng khỏi Hồn Điện ở Dược tộc, thì Dược Lão và Tiêu Viêm một thời gian sau, họ đã cùng các trưởng lão đấu thanh 9 sao hậu kỳ còn sót lại của 8 tộc viên cổ, đã có một trận combat tổng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng liên quân mobile của các môn phái tập hợp hàng vạn người trên chiến trường, kèm theo liên minh huyền thoại Tinh Vân Các các đệ tử rất là đông. Đã bị top 1 đấu đế Hồn Thiên Đế đấm suy toang cả lỗ, chứ ở đấy mà liên quân với liên minh. Cũng may Tiêu Viêm đột phá đấu đế, nên đã phong ấn thành công đấu đế Hồn Thiên Đế. Sau đó thì liên quân mobile đã được giải tán. Còn Tiêu Viêm đã xin phép Dược Lão, là em xin thầy cho em bỏ chức vị minh chủ về nhà chăm con chăm vợ. Vì vậy Dược Lão đã phải lên làm thay chức vị minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh cho Tiêu Viêm. Thứ 7, những cô gái thích chạy cối của Dược Lão gồm có 2 người. Một là Huyền Y, cô ấy là một trong những trưởng lão của Đan Tháp. Thứ hai là Thanh Tiên Tử, cô là một đại trưởng lão của Hoa Tông.
Cảm ơn anh em đã xem hết video.